Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự tổng hợp trên kênh truyền hình Thông Tấn. Bản tin thời sự tối ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính ngay sau đây. Trong không khí cả nước chào đón năm Quý Mão 2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt chúc Tết các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nếu như những năm trước vào ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết, quầy giao dịch ngân hàng thường đông đúc, ùn ứ, thì năm nay tình trạng này dường như không còn là phổ biến. Hỗ trợ cho Ukraine sẽ tham gia cuộc họp do Mỹ chủ trì để thảo luận về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine.